sáng ngày 16 tháng 12 tại Hà Nội, Cục Phát triển Doanh nghiệp AED, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada GAC và Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP đồng chủ trì sự kiện SIB Connect, kết nối và sẻ chia thúc đẩy hệ sinh thái các doanh nghiệp tạo tác động xã hội. Rất nhiều doanh nghiệp trẻ được xếp vào nhóm doanh nghiệp tạo tác động xã hội hay còn gọi là SIB, đặc biệt là các doanh nghiệp do người yếu thế làm chủ đã tham gia vào sự kiện này. Công ty của tôi là công ty thương thương handmade ạ, dành cho những người yếu thế. Về dành bên chúng tôi là làm những về sản phẩm như là thiệp này, hộp bút này, nêm cạn này và tranh để bàn này, và trang sức. Tại Việt Nam, ước tính có khoảng 4% số doanh nghiệp đang hoạt động được xếp vào nhóm doanh nghiệp tạo tác động xã hội SIB. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này tại Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp do người yếu thế làm chủ là phụ nữ, dân tộc thiểu số, người khuyết tật, nhóm đa dạng giới vẫn đang đối mặt với rất nhiều thách thức để đạt được cả hai mục tiêu là tạo ra doanh thu, đồng thời tạo ra những tác động tích cực cho xã hội. Vậy cơ hội nào dành cho họ để phát triển trong tương lai, nhất là sự ảnh hưởng nặng nề sau tác động của dịch COVID-19? Sau đại dịch COVID-19 thì tôi nhìn thấy là có một cơ hội rất to lớn dành cho các doanh nghiệp tạo tác động xã hội ở Việt Nam. Không chỉ những cơ hội đến từ thị trường, bởi vì chính sản phẩm của họ rất là phong phú và đa dạng và được yêu thích bởi thị trường. Thứ hai là liên quan đến phần vốn, họ có rất là nhiều cơ hội để tiếp cận các nguồn vốn khác nhau. Với cách tiếp cận hệ sinh thái sáng tạo nhằm giải quyết những thách thức mang tính hệ thống và liên kết mà các SIB đang đối mặt, trong năm 2022, dự án IC COVID đã tích cực triển khai các hỗ trợ về nguồn vốn, nâng cao năng lực cho các SIB, nâng cao năng lực và sự phối hợp giữa các tổ chức trung gian hỗ trợ SIB và bước đầu triển khai các chương trình nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước về hỗ trợ các SIB. UNDP thực hiện các hoạt động với các doanh nghiệp tạo tác động xã hội SIB với một bộ ba nguyên tắc: lợi nhuận, con người và trái đất. Như vậy, doanh nghiệp có sự quan tâm về môi trường, xã hội và đảm bảo kinh doanh thương mại. UNDP tiếp cận dự án theo hệ sinh thái và xem xét tất cả các yếu tố tác động xã hội của hệ sinh thái, bao gồm các doanh nghiệp tạo tác động xã hội, các đơn vị vườn ươm doanh nghiệp, đơn vị trung gian, các nhà đầu tư, trường đại học và làm việc với các nhà hoạch định chính sách. Khi thực hiện như vậy, thì chúng tôi hy vọng sẽ có những tác động lớn hơn và nâng cao nhận thức về các dịch vụ và nguồn lực cho việc tạo tác động xã hội. Sự kiện này là cơ hội để các cá nhân và tổ chức tương tác, chia sẻ và thảo luận hướng đến những giải pháp tăng tốc sự phát triển của hệ sinh thái các doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam và tăng cường các tác động tích cực lên xã hội và môi trường.